Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Mới. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức thú vị, hấp dẫn của chúng tôi cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những tin tức mới nhất về Trấn Thành Harry Won. Con gái Mai Phương nhận học bổng 100% từ trường quốc tế. Danh tính người xin học bổng khiến ai cũng bất ngờ. Bé La Vi, con gái cố diễn viên Mai Phương, hiện đang nhận được học bổng tài trợ 100% học phí từ lớp lá đến lớp 12. Sau khi Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư phổi quái ác, mọi sự quan tâm của cộng đồng lúc này hướng về La Vi, con gái của cố diễn viên. La Vi hiện 7 tuổi, bé còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau mất mẹ. Nhiều người lo lắng về việc thời gian tới đây bé La Vi sẽ được ai nuôi nấng chăm sóc. Việc học tập của con có ảnh hưởng và chi phí học tập do ai chi trả? Về vấn đề học tập, mới đây trên trang Facebook cá nhân, ông Thanh Vân chia sẻ thông tin, đó là từ năm ngoái con gái Mai Phương được nhận học bổng 100% cho đến lớp 12 ở trường quốc tế. Một năm rưỡi qua, nhờ sự hỗ trợ dành cho con gái, cố diễn viên Mai Phương có thể nhẹ lòng, yên tâm điều trị bệnh. Tuy nhiên có một điều không phải ai cũng biết, diễn viên Quốc Thuận chính là người đã chạy đôn chạy đáo để xin suất học bổng cho bé La Vi. Điều này được nam diễn viên xúc động chia sẻ lại. Tôi không khoe, nhưng năm ngoái, khi hay tin Mai Phương bị bệnh, tôi đã liên hệ làm việc với tập đoàn hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng để lo cho bé La Vi suất học bổng từ lớp lá tới lớp 12, được học hoàn toàn miễn phí tại một trường quốc tế của tập đoàn này. Tôi nghĩ mình đã làm được một phần cho Mai Phương và bé La Vi, nhưng cảm thấy bé cần nhiều hơn thế. Khi Phương biết La Vi được sự quan tâm như vậy của đồng nghiệp, Phương rất vui. Chỉ tiếc là Phương đi quá nhanh. Tôi rất sốc. Tấm lòng của nam diễn viên Quốc Thuận đối với mẹ con của diễn viên Mai Phương khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Hiện La Vi đang học lớp 1 tại trường quốc tế iSchool Nam Sài Gòn. Riêng chi phí ghi danh vào trường là 3 triệu. Học phí mỗi năm tùy từng cấp học rơi vào khoảng 73 triệu đến 130 triệu một năm. Đầu ra chiếc váy Mai Phương từng cách quắc lúc mang bệnh để gây quỹ cho bé La Vi. Chiếc váy Mai Phương đã mặc trình diện trên sân khấu tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019 sẽ được đấu giá công khai. Toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân nhằm hỗ trợ bé La Vi, con gái 7 tuổi của cố diễn viên. Vào tháng 4 năm 2019, tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Mai Phương tham gia diễn mở màn bộ sưu tập xuân hè 2019 của nhà thiết kế Đức Vinci. Phần trình diễn của nữ diễn viên vô cùng trọn vẹn với những bước catwalk tự tin, vượt qua những khó khăn đau đớn của cơn bão bệnh. Sự xuất hiện của Mai Phương trên sàn diễn thời trang nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả. Nhằm tri ân Mai Phương, nhà thiết kế Đức Vinci quyết định đấu giá chiếc váy của cố diễn viên đã mặc, trình diễn trên sân khấu và dành toàn bộ số tiền vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân hỗ trợ bé La Vi, con gái 7 tuổi của diễn viên Mai Phương. Nhà thiết kế cho biết bộ váy được may bằng chất liệu ren, được hoàn thành trong vòng 30 ngày với một thợ cắt, một thợ may, một thợ kết. Nổi bật là những họa tiết 3D nhỏ, tựa như tình cảm của hàng triệu khán giả gửi gắm. Hy vọng Mai Phương có động lực vượt qua bệnh tật. Trên những bông hoa ấy được đính thêm đá pha lê, vải kim sa và kết hoa bằng thủ công. Giá khởi điểm đưa ra cho chiếc váy 5,5 triệu đồng. Thời gian đấu giá 7 ngày, hạn cuối 20 giờ ngày 8 tháng 4, công khai trên trang cá nhân của nhà thiết kế. Được biết đến thời điểm hiện tại, có người trả chiếc váy này giá 1.000 đô la Úc, tức khoảng 14 triệu đồng. Ngay sau show diễn, Mai Phương và hậu trường vào òa khóc do nước mắt xúc động của nữ diễn viên làm dàn mẫu có mặt không khỏi bùi ngùi. Cô nói với mọi người rằng sợ làm không tốt, có chuyện trên sân khấu. Nhưng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Phương thấy vui. Lúc diễn, Phương được khán giả vỗ tay ủng hộ, khiến cô ấy thêm rất tự tin. Nhà thiết kế cho biết. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ và nhận những tin tức hấp dẫn mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.